Cảnh sát Anh vừa phát đi cảnh báo khẩn sau khi Daniel Abed Khalife, một nghi phạm khủng bố, trốn khỏi một nhà tù ở London ngày 6 tháng 9. Theo thông báo của cảnh sát London, nghi phạm Daniel Abed Khalife, 21 tuổi, được cho là đã trốn khỏi nhà tù HMP Wandsworth trước 8 giờ ngày 6 tháng 9 giờ địa phương. Nghi phạm từng là quân nhân này đang chờ xét xử với các cáo buộc liên quan đến khủng bố và vi phạm đạo luật bảo vệ bí mật quốc gia. Cảnh sát cho biết nghi phạm cao 1m88. Khi vượt ngục, đối tượng mặc áo phông trắng, quần caro trắng, đỏ và đi giày cao cổ màu nâu. Cảnh sát khuyến cáo người dân không tiếp cận Khalife nếu phát hiện đối tượng. Theo người đứng đầu đơn vị chống khủng bố thuộc Sở Cảnh sát London, ông Dominic Murphy, lực lượng chức năng đang khẩn trương truy bắt nghi phạm khủng bố này. Ông Dominic Murphy cũng trấn an người dân rằng hiện chưa có thông tin và lý do nào cho thấy Khalife có thể gây ra mối đe dọa đối với công chúng. Báo The Sun dẫn một nguồn thạo tin cho biết nghi phạm vượt ngục qua đường nhà bếp, sau đó bám dưới gầm một xe tải giao hàng. Trước khi bị bắt, Khalife từng là quân nhân đóng quân tại doanh trại miền Trung nước Anh. Trong phiên tòa hồi tháng 2 năm nay, các công tố viên đã cáo buộc đối tượng này tìm cách lấy thông tin để tiếp tay cho một đối tượng, vạch kế hoạch hoặc thực hiện âm mưu tấn công khủng bố. Ngoài ra, Khalife còn bị buộc tội tung tin giả về việc đánh bom.